nó tắt mấy cái van đây, và khi nó tắt mấy cái van này thì nó làm cho cái chân bị phù lên. Cái chân mình đi sưng hơn. Thì khi mà mình cái chân nó sưng vậy, mọi người sờ vô này ha, là nó không có nóng. Mà không có nóng là không có viêm, mọi người thử sờ vô đi. Không nóng là không viêm hết. Không nóng là không có viêm. Mà cô này là không đó cơ hội thì rồi. Okay. Trái to. Gồm có 46, 13 cái van tĩnh mạch. Thành ra là nó bị tắc mấy cái van đây nè. Nó tắc mấy cái van đây. Và khi nó tắc mấy cái van này thì nó làm cho cái chân bị phù lên. Nó bị nặng nề đi không được. Thì bây giờ mình học cái cách để làm luôn. Chị ngồi ở đây đi. Nằm. Rồi. Ngồi vô nằm luôn. Mọi người cứ để cho chị tự kéo. Được chưa? Rồi, bây giờ bắt đầu cái thứ hai. Rồi bỏ cái này. Và khi mà mình ép vô nào thì mình thấy cái mấy cái tĩnh mạch đó là nó nổi lên. Này nhìn này nha. Nổi lên thì chúng ta sẽ lấy cái tay ta lướt qua. Thấy chưa? Thấy không? Ta lướt qua. Đây, nhìn thấy cái van này nổi lên chưa? Nè. Thấy chưa? Ta miết vô. Miết vô. Thấy chưa? Rồi, ta xem bên đây có không? Ở đây không có. Rồi, chị kéo tiếp vô chút này, ráng kéo vô chút này. Được không? Đau không? Anh biết xíu. Rồi, xíu. Đó, giỏi. Rồi. Đau phải không? Đau phải không? Không sao. Rồi, bây giờ là chị giữ đi, chị giữ cái tay lại. Giữ tay lại. Hai tay giữ lại. Ok. Rồi, bây giờ mình thấy là nãy mình đẩy gì mà nó đỏ ghê ha. Nhưng mà không sao, mình đẩy tiếp. Nhưng mà thấy cái này chưa? Thấy chưa? Rồi. Mình sẽ đẩy qua đây cái. Đẩy lên 1 2 3 4 5 Mọi người nhớ là mình sử dụng ở đây, mình sử dụng cái này nữa nha. Đây khi mình đẩy lên thì mọi người nhìn thấy này nha. Tôi ép tay thấy không? Nè, thấy chưa? Thấy không? Rồi, bây giờ xả cho cái này dứt tắt mình thấy ha. Đây. 1 2 3 4 5 6 Rồi, thứ ba thứ ba chốt. Chị em thẳng lên rồi, thẳng lên. Bình thường là đang nóng. Cho lá bình thường. Ta thấy rõ ràng cái này bớt dễ sợ thì còn chút xíu. Rồi mình thấy cái hai cái gói nhỏ bớt rồi chưa? Hết cứ gần rồi bạn. Rồi, quay lại. Rồi chị quay lại. Quay lại. Rồi, chị ngồi xuống đứng dậy. Đứng đó. Rồi, chị ngồi xuống đứng dậy. Ngồi xuống từ rồi. Ngồi đại đi, nó té không sao đâu. Ngồi tự nhiên. Không sao đâu. Nhẹ. Đừng có nghỉ. Rồi, đứng dậy. Rồi. Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ chị thấy sao này? Mà bấm dễ hơn rồi đó, dễ hơn hồi trước. Đứng lên dễ hơn hồi trước. Cái này chưa đâu, mình mới học cái cách này. Chút xíu tôi thấy hai cái tay. Không anh, chút xíu tôi làm gì chị đi đứng bình thường á. Rồi, được rồi, cảm ơn. Rồi, ngon lành. Đấy. Rồi, quay lại đây. Ôi trời, sướng chưa. Rồi, dừng lại đó đi. Rồi, giờ chị ngồi xuống đứng dậy đi. Đó, không có, nè. Giờ đứng lên đi, chị ngồi xuống đứng dậy. Chị ngồi bình thường vậy, đừng không cần kẹp như vậy. Rồi, ngồi đi. Rồi, đó. Rồi, cứ ngồi rồi, đứng dậy. Ồ, ngon lành. Sao? Làm cái nữa.
ngồi thoải mái thôi đó. Rồi đứng dậy. Ôi trời ơi, ngon lành chưa? Ngon lành không? Rồi. Ngon lành. Phát biểu ý kiến. Phát biểu ý kiến. Cảm ơn. Bây giờ kết quả thấy sao? Kết quả tốt hơn hồi nãy không? Tốt hơn nãy nhiều. Hơn nhiều rồi hả? Ngồi xuống đứng dậy ok phải không? Ok. Rồi bây giờ cảm ơn thầy thuốc này đi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.